Nhìn đi mà không bự. Chắc là đây cũng được. Tối định đi đâu hả? Ủa là làm riêng hả? Thì hai đứa đi mua đi. Cái nghĩa là mua chung hết luôn cũng được, mà mua trước xong rồi hai tụi chị đi sau thử ăn đó thì ra được. Mỗi người tự mua à? Được. Chị cũng đến mua túi xách rồi đó. Hay mua áo quần à? Còn gì? Chỉ có một cái nào đó. Mua của Nam đó. Còn của Nam đó, Nam bán quá trời gì á. Nam đưa chỉ tròn đó. Mua áo quần chắc bữa nay chắc có đồ đó. Chuẩn bị sang đông này chắc có đồ, đồ chắc có chị chờ ly ra chắc mai đi. Mụn ri năng được một mụn bát để mệt quá. Nhỏ quá kìa. Mưa to luôn á. Mày về ông trời sẽ hết mưa. Mùa mưa mà.
giờ đỡ rồi đó. Hồi xưa mùa có mùa mưa mưa kinh khủng. Mùa mưa mà phải cho ông mưa rồi chứ. Mưa an toàn tối khỏi đi đá banh luôn. Đi vô trời còn sáng sáng, đi ra trời tối thui. Tặng bột cho khách kìa. Ừ. Nói nó trị giá 150.000. Không có tiền mới để cho mày. Ừ. Vậy sao chị không dùng? Mi chị mi thấy ai mi cũng đẹp hết. Tao không tin mi.
ghiền cái đẹp mà không 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 làm cho đẹp. Có làm gì đâu đẹp.